Ai mà chẳng muốn nhà đẹp, mà nhà đẹp không chỉ có phòng khách đẹp, phòng ngủ đẹp mà ngay cả phòng tắm cũng phải đẹp nữa. Tuy nhiên, phòng tắm của bạn chỉ có 3m² thôi, thì bố trí thế nào cho tiện mà trang trí làm sao cho đẹp mới là vấn đề đau đầu đúng không nào? Bởi vậy, trong video này thì blog Nội Thất Đẹp chia sẻ với bạn những nguyên tắc và ý tưởng thiết kế phòng tắm 3m², vừa tiện nghi lại ấn tượng. Bạn nhớ xem kỹ video và áp dụng nha! Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về đặc điểm của phòng tắm 3m². Thật ra thì phòng tắm 3m² không quá rộng nhưng cũng không quá hẹp. Dù vậy, với diện tích 3m² này thì vẫn đủ để bạn bố trí những thiết bị vệ sinh cần thiết như là bồn tắm đứng hay nằm, hoặc bồn cầu, bồn rửa mặt, gương soi, thậm chí là kệ đựng đồ. Tuy nhiên, không phải phòng tắm 3m² nào cũng vuông vức để bạn dễ dàng thiết kế, mà thay vào đó có thể vừa dài vừa hẹp hay là bị xéo góc, mất góc v.v. Bởi vậy, không phải phòng tắm 3m² nào cũng có thể bố trí như nhau, mà phải khéo léo sắp xếp dựa trên bề mặt diện tích thực tế. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về nguyên tắc thiết kế phòng tắm 3m². Để có thiết kế phòng tắm 3m² đẹp và tiện nghi, đòi hỏi bạn phải bố trí một cách khéo léo và khoa học. Và như blog Nội Thất Đẹp có nói ở trên thì không phải phòng tắm 3m² nào cũng như nhau. Bởi vậy, bạn cần chú ý đến những nguyên tắc sau đây. Đầu tiên, phân chia khu vực ướt và khô. Thường với những phòng tắm với diện tích là 3m² thì khu vực tắm và khu vực đi vệ sinh sẽ dùng chung, trong khi khu vực tắm thì luôn ẩm ướt, còn khu vực đi vệ sinh đòi hỏi phải khô ráo. Bởi vậy, nếu bạn không phân chia giữa khu vực ướt và khô thì sàn phòng tắm luôn thấm nước, vừa dễ bị dơ, dễ bị trơn trượt nữa. Và giải pháp cho bạn là với mẫu phòng tắm 3m² thì nên bố trí sàn tắm ở trong cùng, hoặc có thể dùng vách kính để ngăn, đảm bảo luôn được khô ráo. Nguyên tắc tiếp theo, chú ý khoảng cách giữa thiết bị vệ sinh. Đây là khâu đau đầu và tốn nhiều chất xám nhất khi thiết kế nội thất phòng tắm nhỏ. Bởi bạn phải tính toán như thế nào để trường hợp không dùng vách ngăn thì nước vòi sen không bắn lên bồn cầu hoặc không làm ức chế vệ sinh. Rồi thì không thể giữ mãi một tư thế ngồi trên bồn cầu nên đòi hỏi khu vực này phải đủ rộng. Và cả vị trí treo quần áo, gương, bồn rửa mặt như thế nào cho hợp lý nữa. Bởi vậy, bạn cần lưu ý với những phòng tắm 3m² thì nên chọn những thiết bị vệ sinh nhỏ vừa phải để gia tăng khoảng cách giữa các thiết bị, tạo cảm giác rộng rãi hơn nha. Nguyên tắc tiếp theo, tận dụng tối đa ánh sáng. Với những phòng tắm nhỏ 3m² thì nếu có một cái cửa sổ nhỏ ở trên cao để đón ánh sáng tự nhiên thì không gian càng thêm thông thoáng và rộng rãi hơn nhiều. Còn trường hợp không thể thì việc bố trí hệ thống đèn chiếu sáng là cực kỳ quan trọng. Với những phòng tắm nhỏ phải đủ ánh sáng để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Và gợi ý cho bạn là nên dùng ánh sáng trắng cho các phòng tắm nhỏ 3m². Đồng thời, nếu bố trí đèn thì nên để đèn đối diện với gương soi, sẽ làm cho phòng tắm của bạn sáng hơn đó nha. Phối màu sắc hài hòa cũng là một nguyên tắc bố trí cho phòng tắm nhỏ bạn cần lưu ý. Phòng tắm nhỏ không nhất thiết phải sơn màu trắng mới rộng, mà đôi khi còn tạo cảm giác lạnh lẽo, dễ lắm bẩn và khó vệ sinh nữa. Bởi vậy, bạn có thể chọn phối màu sơn tường với gạch ốp, gạch lát, sàn phòng tắm để trông sinh động hơn. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý về cách phối màu sao cho hài hòa, sẽ làm phòng tắm 3m² của bạn có vẻ rộng hơn. Và nguyên tắc bạn cần nhớ với phòng tắm nhỏ thì không được dùng quá 3 màu, nên chọn màu sáng làm nền, còn màu đậm làm điểm nhấn. Nguyên tắc cuối cùng là sự thông thoáng, điều này rất quan trọng đối với phòng tắm 3m². Thường phòng tắm hay gặp tình trạng ẩm thấp và mùi, đặc biệt là với các phòng tắm nhỏ. Vì vậy, nếu như bạn có thể bố trí một cửa sổ trong phòng tắm 3m² để vừa lấy sáng vừa lưu thông không khí là tốt nhất. Còn nếu điều kiện không cho phép thì có thể lắp quạt hút hoặc là quạt thông gió mini để hạn chế mùi nha. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số ý tưởng hay cho phòng tắm 3m² đẹp. Phòng tắm 3m² sẽ rộng hơn với cửa lùa. Thay vì lắp cửa đóng mở thông thường, nếu như bạn chọn cửa lùa cho thiết kế phòng tắm 3m², sẽ làm cho không gian trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn nhiều. Không chỉ vậy, nếu dùng cửa lùa cho phòng tắm 3m², đôi khi bạn còn có thể bố trí cả bồn tắm nằm hoặc là bồn tắm đứng mà mình hằng mong ước nữa nha. Phòng tắm 3m² sẽ tiện hơn với vách tắm kính. Vách tắm kính là giải pháp tối ưu cho các phòng tắm 3m² nhỏ vì có thể giúp ngăn được khu vực ướt và khô. Hiện nay thì có rất nhiều loại vách tắm kính cho bạn lựa chọn như là vách thẳng, vách cong và thậm chí là vách tắm thông minh có thể đóng mở để không gian phòng tắm của bạn luôn được rộng rãi và tiện nghi. Phòng tắm 3m² sẽ đẹp hơn với kệ đựng đồ.
Thường trong phòng tắm cũng cần chứa những vật dụng linh tinh như là giấy vệ sinh, nước tẩy rửa v.v. Nhưng các tủ đựng đồ thì không phù hợp cho các phòng tắm nhỏ như vậy. Vì vậy, bạn có thể tận dụng các không gian để làm kệ, vừa giúp đựng đồ vừa trang trí để phòng tắm 3m2 nhà bạn nhìn đẹp hơn, chất hơn. Phòng tắm 3m2 sáng hơn với gương. Gương không chỉ dùng để soi mà còn giúp cho các không gian hẹp trở nên rộng hơn. Vì vậy, bố trí một chiếc gương to trong phòng tắm 3m2 là một điều cần thiết. Bên cạnh đó thì chiếc gương này còn giúp phản xạ ánh sáng làm cho phòng tắm của bạn trở nên sáng sủa hơn. Phòng tắm 3m2 ấn tượng với gạch ốp lát. Gạch ốp lát với màu sắc bắt mắt, hoa văn tinh xảo sẽ làm cho phòng tắm 3m2 của bạn thêm ấn tượng và phong cách hơn. Bạn có thể chọn phối sàn đậm, tường nhạt hay chọn một góc tường để làm điểm nhấn. Và cuối cùng là phòng tắm 3m2 không viền theo phong cách tối giản hiện đại. Bằng cách chọn những chiếc gương không viền hay vách tắm kính không viền thì phòng tắm 3m2 nhà bạn sẽ vừa đủ tiện nghi, lại tạo cảm giác trong suốt, thông thoáng, một phong cách tối giản hiện đại nhưng rất chất nha. Trên đây thì blog Nội Thất Đẹp đã chia sẻ cho bạn những nguyên tắc và ý tưởng thiết kế phòng tắm 3m2 hợp lý, ấn tượng rồi. Hy vọng với những thông tin này thì bạn có thể có cảm hứng và thiết kế cho mình một phòng tắm nhỏ nhưng sang xịn mịn. Và như thường lệ, nếu như bạn vẫn còn thắc mắc những thiết kế về phòng tắm nhỏ, có thể để lại câu hỏi trong phần bình luận dưới video. Blog Nội Thất Đẹp sẽ phản hồi lại bạn trong thời gian sớm nhất nha. Các bạn thấy video của blog Nội Thất Đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nha. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog Nội Thất Đẹp nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.